Xin chào các bạn, hiện nay mình đang có hộp của một chiếc điện thoại di động đến từ hãng Oppo. Thì Oppo hiện nay đã có 3 thiết bị trên thị trường gồm piano, chiếc Oppo Find Way và chiếc Oppo Find 5. Thì đây còn một thiết bị khác tuy chưa được bán chính hãng tại Việt Nam, nhưng mà 7S đã có thể nói là may mắn đã có được thiết bị này trong một chương trình đặc biệt của hãng Oppo tổ chức tại Việt Nam của hôm ra mắt chiếc Find 5. Thiết bị này thì có cái tên là Oppo Finder. Đây, khi mà các bạn tìm trên mạng thì sẽ biết nó là thiết bị mỏng nhất thế giới hiện nay về cái set và dòng smartphone. Chiếc máy này có màn hình 4,3 inch độ phân giải WVGA và sử dụng công nghệ màn hình Super AMOLED. Như vậy là nó tương tự gần như là giống Galaxy S2. S2 thì là màn hình Super AMOLED Plus và cùng độ phân giải này. Nó có camera sau là 8 megapixel, phía trước là 1.3 và mình sẽ mở cái hộp của thiết bị này cho các bạn. Phía trên đỉnh hộp thì chúng ta sẽ có chiếc Oppo Finder. Đúng là cái điện thoại nó mỏng thật, cầm trong tay cảm giác nó rất là lạ, quá mỏng và nhẹ. Bên trong hộp này thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Đúng rồi, sách hướng dẫn sử dụng nhanh. Các bạn thấy cái kiểu mở hộp của nó giống kiểu là ngày xưa chúng ta hay xếp quạt, xếp hình rất là hay. Bên trong này thì có cáp kết nối micro USB, có cục sạc của Oppo màu trắng. Và điều đặc biệt nhất đây chính là cái tai nghe của máy. Các bạn biết điều đặc biệt là gì không? Đó là cái tai nghe này. Còn nó sử dụng chân cổng kết nối micro USB chứ không phải là chân 3,5mm như cái tai nghe bình thường của chúng ta. Khi mà mua chiếc Oppo Finder này, các bạn được tặng kèm miếng dán màn hình. Ở trong này chúng ta đã có hướng dẫn sử dụng cũng như là miếng dán được đóng hộp nguyên rất là đẹp. Ở phía dưới chúng ta có một cái ốp lưng. Đây là ốp bằng nhựa chứ không phải là ốp da hay là ốp gì hết. Thì cái ốp này chính là một trong những cái phần mình nghĩ là rất thiết thực, vì những cái máy mà siêu mỏng như kiểu chiếc Oppo Finder này cầm trong tay các bạn sẽ không cảm thấy nó chắc chắn và bám tay cho lắm. Nên là cái phần lưng ấy các bạn tiếp xúc không được nhiều. Các bạn để ý, khi mình cầm thiết bị trong tay thì cái phần tiếp xúc của nó cực kỳ ít nên chúng ta cảm thấy nó không được thoải mái cho lắm. Vì vậy nên với cái ốp lưng này, máy của chúng ta sẽ dày hơn và chúng ta cầm trong tay nó chắc chắn cũng như là chống va đập của máy được tốt hơn rất là nhiều. Và đây mình đang có chiếc Oppo Finder. Phía trước của nó là camera, cảm biến và loa đàm thoại. Bên dưới máy sử dụng 3 phím điều hướng gồm phím menu, phím home và phím back. Cạnh phải của máy có phím tăng giảm âm lượng, cái phím này thì làm khá là bé. Cạnh trái chúng ta có một cái khe cắm sim, các bạn có thể tháo ra và lắp sim vào. Nó là sử dụng micro sim là tiêu chuẩn hiện nay của các thiết bị smartphone đời mới. Bên dưới này nó có một cái chân nam châm để kết nối với phụ kiện. Mình nghĩ là cái phụ kiện này chắc là sẽ để là dock. Phía trên đỉnh máy chúng ta có phím nguồn và đây chính là cái chỗ đặc biệt là cái cổng sạc kim luôn là cái cổng cắm tai nghe của chúng ta. Đây là chân kết nối 3,5mm. Mình lần đầu tiên thấy một thiết bị sử dụng tai nghe mà 3,5mm như thiết bị này, khá là đặc biệt. Bên dưới là có mic đàm thoại, mặt sau chúng ta có loa ngoài của máy, camera của nó 8 megapixel, đèn flash LED và nó sử dụng đèn flash LED kép thì nó cho cái độ sáng sẽ cao hơn và cũng như là việc quay phim trong điều kiện buổi tối sẽ cực kỳ là tốt. Cái thiết bị này thì nó mỏng nhất thế giới và hiện nay cái thông số chính xác của nó là chỉ dày có 6,65mm và nó là cực kỳ là một cái con số ấn tượng. Mặt sau nó làm bằng nhựa trơn và chúng ta không thể tháo nắp lưng ra được, chỉ có một đường vạch kẻ ngang nhưng rất tiếc là không tháo ra được. Mặt sau có lẽ là thiết kế chưa thực sự là hợp lý lắm khi mà làm camera nó lồi hẳn lên, nhô cao lên cái bề mặt này và cực kỳ là có lẽ là các bạn phải sử dụng cẩn thận nếu không là nó sẽ bị xước. Hiện nay thì 7S vẫn chưa biết cái giá bán sắp tới thiết bị này sẽ bán ra là bao nhiêu, nhưng mà dựa vào cái cấu hình của nó, màn hình của nó là màn hình Super AMOLED, độ phân giải 880, có vi xử lý loại kép 1,5GB và RAM 1GB thì mình nghĩ là nó sẽ rơi vào tầm mức giá của chiếc Oppo Find Way. Các bạn thấy là tốc độ khởi động của máy rất là nhanh, mình vừa bấm nguồn nó đã lên rồi. Mặc dù là nó chỉ có 3% pin. Nó sử dụng là hệ điều hành Android 4.0 và sử dụng một cái giao diện tùy biến riêng của hãng Oppo. Và Oppo có một điều đặc biệt là trên mỗi thiết bị của mình họ đều mang một giao diện khác nhau chứ không phải là hoàn toàn giống nhau. Và thông tin cho biết thì họ là thuê một cái nhà thiết kế giao diện người Ý, nên mà những cái giao diện này của Oppo đều làm sao mà phù hợp với lại cách sử dụng người dùng dễ dàng nhất và nó thật là đẹp. Và như vậy mình đã hoàn thành xong cái bài mở hộp chiếc Oppo Finder là thiết bị smartphone mỏng nhất thế giới hiện nay. Thì có một số điểm nhấn về thiết bị này, thứ nhất là nó cực kỳ mỏng này. Như vậy là với những người con gái thì chúng ta có thể mang theo, thậm chí bỏ vào ví của các bạn, ví sách đựng tiền bình thường cũng có thể vừa được. Cái màn hình của nó sử dụng công nghệ Super AMOLED và hôm sau mình sẽ kiểm tra xem là cái chất lượng thực sự hay không. Và sắp tới đây nếu mà có bán thiết bị này thì 7S sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết cũng như là nói cho các bạn biết thông tin về chiếc máy này, giá bán ra sao. Các bạn cảm thấy video hữu ích đừng quên like, share đến bạn bè, subscribe kênh YouTube của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn các chương trình lần sau.